Sau một thời gian giảm mạnh thì tuần qua, số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng tại nước ta. Trước sự xâm nhập của các biến thể mới, việc theo sát diễn biến dịch bệnh những ngày này là rất cần thiết. Thưa quý vị, nhìn vào biểu đồ số ca mắc mới COVID-19 do Bộ Y tế thống kê này thì quý vị có thể thấy đó là đường đồ thị những ngày gần đây đang có chiều hướng liên tục đi lên. Số liệu cụ thể cho thấy đó là số ca mắc mới đang tăng dần trở lại đến gần sát mốc là 1.000 ca mỗi ngày. Ví dụ như là vào ngày 29 tháng 6, cả nước có thêm 777 ca mắc COVID-19 mới. Ngày 30 tháng 6, con số này tăng lên là 839 ca mắc COVID-19 mới. Đến ngày 1 tháng 7, số ca mắc COVID-19 mới là 927 ca. Về số ca nặng phải thở oxy trong 3 ngày gần đây, con số này cũng tăng nhẹ từ hơn 20 ca lên 30 ca. Tuy là ngày hôm qua, ngày 2 tháng 7 thì số ca mắc mới giảm nhẹ so với những ngày trước đó, nhưng mà các chuyên gia cảnh báo về nguy cơ số ca mắc có khả năng tiếp tục tăng trong những ngày tới khi mà các biến thể mới đang xâm nhập. Điển hình như là tại thủ đô Hà Nội thì cơ quan y tế vừa thông báo đã ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm biến thể mới BA.5. Theo Bộ Y tế thì trên thế giới biến thể phụ BA.5 của Omicron đã ghi nhận tại nhiều quốc gia và có khả năng nó sẽ tiếp tục xâm nhập vào Việt Nam. Như vậy là số ca mắc có thể gia tăng trong thời gian tới do là sự xuất hiện của biến thể phụ này. Một thông tin cũng đáng chú ý nữa đó là trong những ngày gần đây, so với 2 tuần trước, nếu như mà cả nước không còn xã phường nào xếp vào nhóm vùng cam và đỏ, thì nay lại có 1,5% số xã phường trở thành vùng cam và đỏ. Trước những diễn biến mới này, để chủ động phòng chống dịch, Bộ Y tế đang liên tục khuyến cáo người dân, đặc biệt là những nhóm có nguy cơ thì cần phải đi tiêm đúng lịch đủ liều các mũi vaccine COVID-19 nhắc lại để có thể là tăng cường miễn dịch chống lại các biến thể mới. Theo như là Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 sau khi mà tiêm mũi 3 sẽ suy giảm dần, đáng kể khoảng là 15 tuần sau khi tiêm, nhất là đối với kháng thể kháng lại biến chủng Omicron. Vâng, cần tiêm chủng đúng lịch và nâng cao cảnh giác bởi số ca mắc đang gia tăng ở 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Cụ thể thì số người nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tăng tới 18% chỉ trong tuần qua. Theo WHO thì châu Âu và Đông Nam Á chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 tăng hơn 30%, châu Mỹ là tăng 14%. WHO nhận định khả năng theo dõi sự biến đổi gen của virus SARS-CoV-2 trên thế giới đang gặp khó khăn khi mà các quốc gia nới lỏng những hạn chế phòng chống dịch. Điều này có thể khiến cho việc phát hiện các biến thể mới đang nổi lên và có khả năng nguy hiểm trở nên khó khăn hơn. Từ đó, WHO cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 còn lâu nữa mới kết thúc nếu như các nước không tăng cường cảnh giác.